Hello anh em, hôm nay thì Vương sẽ trở lại với lại series của chúng ta. Và như chúng ta đã biết thì cái series này nó sẽ rất là dài, bởi vì mình sẽ review tất tần tật mọi thứ trên đời. Và đây chính là một món đồ hôm nay của chúng ta, đoán xem là gì nào. Và nó chính là một lọ nước súc miệng. Đây, chúng ta có một lọ nước súc miệng SMC, và đây chính là chlorhexidine nha anh em nhé, chlorhexidine 0,12 0,12, có dung lượng tĩnh là 350 ml. Cái lọ nước súc miệng này thì của nhà sản xuất là Việt Sinh, Hà Nội JSC. Đây chúng ta có thể thấy đây chính là Hà Nội JSC Việt Sinh. Và cái lọ nước súc miệng này thì rất là hữu dụng cho những ai mà phải đi lái xe này, hoặc là không có thời gian để chúng ta đánh răng, thì chúng ta có thể mua lọ nước súc miệng này. Và khi mua, ngoài bao bì thì chúng ta sẽ có thêm một cái nắp như vậy anh em nhé. Cái nắp nó sẽ như vậy đó, và anh em sẽ mở ra này. Anh em có thể luôn cho đầy một cái nắp này, và sau đó anh em sẽ uống, và anh em không nuốt nha, anh em chỉ xúc miệng thôi. Và mình sẽ nói đến cái mục đích của cái lọ nước xúc miệng này. Mục đích của nó là sẽ phòng ngừa điều trị viêm nướu này, viêm nha chu, hôi miệng, chảy máu chân răng, hàm giả, sát khuẩn trước và sau các phẫu thuật hàm mặt, nhổ răng khôn, chỉnh nha, implant, nội nha, nghiền miệng, loét miệng và loét ATE. Nó sẽ phòng ngừa điều trị viêm họng cấp mãn tính, viêm họng hàn, viêm VA, viêm amidan cấp mãn tính hay là loét họng. Nó cũng phòng ngừa viêm phổi cho bệnh nhân thở máy, chăm sóc tích cực, nằm lâu, hạn chế vận động, và nó sẽ phòng ngừa lây lan do cúm, do virus hay là bệnh chân tay miệng. Và sản phẩm này sẽ không được sử dụng khi mà nó không không sản không được sử dụng sản phẩm này khi mà nó đã quá hạn sử dụng em nhé. Đây. Đây mình đã cho anh em thấy. Đó, một lọ này gồm 350 ml. Ở đây nó có đánh số này. Đây. 50, 100, 150, 200 này, 250, 300 và 350 ml nhé. Đó, anh em có thể thấy. Ở đây thì nó có ghi ngày sản xuất là ngày mùng 3 tháng 4 năm 2023, và ngày hạn sử dụng nó là ngày mùng 3 tháng 4 năm 2026, và nó sẽ có thể sử dụng trong vòng 3 năm anh em nhé, 3 năm rất là lâu. Để cho mở ra để người thử. Rất là thơm, nó thơm mùi bạc hà ấy, thơm mùi bạc hà đó. Đây chính là một lọ nước súc miệng, mình sẽ quay kỹ cho anh em xem. Ok, đây chính là một lọ màu trắng nhé. Một lọ màu trắng này các anh em có thể sử dụng trong vòng tầm khoảng 2 đến 3 tuần. Nếu một ngày anh em xúc hai lần, mình sẽ nói cách dùng nó nhé. Anh em sẽ xúc miệng ngày 2-3 lần, mỗi lần tầm khoảng 10 đến 15 ml theo cốc, và xúc và ngậm trong 40 đến 60 giây. Này, sản phẩm này sẽ rất thuận tiện cho người sử dụng khi đi công tác, lái xe, hay người thường xuyên tiếp khách ăn uống, người cao tuổi và trẻ em trên 12 tháng. Liều dùng như người lớn nhé. Trẻ em dưới 12 tuổi thì có thể dùng theo chỉ định của bác sĩ. Đó. Và công ty và cái địa chỉ của công ty là nó sẽ ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai và ở thành phố Hà Nội nhé. Đó. Đây anh có thể thấy. Đây nữa. Mình sẽ nắp lên như vậy. Đó. Rất là vệ sinh và sạch sẽ. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi.